trân trọng kính chào khán giả của đài truyền hình SBTN. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình SBTN Morning với nội dung của Mai Phi Long. Thưa quý vị, SBTN Morning được đài truyền hình SBTN trực tiếp truyền hình từ miền Nam California mỗi ngày từ thứ hai đến sáu, từ 8 giờ sáng, 9 giờ sáng giờ California. Hôm nay là ngày thứ tư, 10 tháng 11 năm 2021. Xin chào Mai Phi Long. Xin chào anh Đỗ Dũng, kính chào quý khán giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, có lẽ trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ xem được và biết được một số bí mật ở trong tòa Bạch Ốc ngày 6 tháng Giêng. Ông Donald Trump và các đồng minh của ông làm gì? Tại sao chúng ta có được cơ hội này, thưa anh Đỗ Dũng? Anh nói như vậy thì sẽ có nhiều người ta cự anh. Người nói là trước, trong và sau ngày 6 tháng Giêng. Ôi trời ơi. Ông nếu vậy, anh nói vậy thì nó chưa đầy đủ, đúng không? Tôi nói lại đầy đủ. Trước, trong và sau, tức là 5, 6, 7. Có nghĩa rằng là tôi nói còn thiếu. Đúng vậy, là chúng ta sẽ coi nhiều số, nhiều số hơn. Đúng vậy, tại vì có những người mà họ hoạt động từ ngày 5 tháng Giêng, họ cũng đã bị gọi vô điều trần. Nhưng mà cái chuyện quan trọng là ngày hôm qua, thưa quý vị, vào chiều ngày hôm qua, ở Chánh án Liên bang Hoa Kỳ là bà Tanya Chutkan đã chính thức cho biết đưa ra một cái phán quyết chính thức là phản đối cái chuyện mà cựu Tổng thống Donald Trump đòi chặn lại những cái hồ sơ của ông khoảng 700 trang ở trong văn khố quốc gia mà Ủy ban điều tra vụ tấn công 6 tháng Giêng yêu cầu để được xem. À, trong phán quyết này thì thưa quý vị, ban đầu thì Ủy ban này đòi xem thì ông Joe Biden là cái người mà Tổng thống đương nhiệm có quyền chặn lại cái này hay không, bởi vì nó thuộc cái hành phần gọi là quyền đặc quyền của hành pháp. Thì ông Biden ông nói rằng là cái chuyện này nó quan trọng đối với người dân, thành ra ông không có chặn lại. Thì sau đó bên ông Trump mới nộp đơn kiện yêu cầu chặn lại. Thì trong suốt thời gian mà nghe những cái tranh cãi của hai bên luật sư của ông Trump cũng như bên Ủy ban điều tra 6 tháng Giêng, thì bà Tanya bà đã từng nói rằng là executive đặc miễn, quyền đặc miễn hành pháp chỉ có một thôi, cho cái người hiện tại, chứ người quá khứ thì là không được. Nhưng bà vẫn xử, và ngày hôm qua bà quyết định là mấy cái này phải đưa ra. Đó. Thì đây là một cái thất bại về mặt pháp lý cho ông Tổng thống 4 năm. Đó. Và luật sư của ông ngay lập tức cho biết là sẽ kháng án cái chuyện này và đưa lên cái tòa cao hơn. Chưa biết bao giờ thì đưa lên. Nhưng mà trong cái phán quyết của bà Chutkan thì bà nói như vậy: kết cục vấn đề này á, đây là một cái sự tranh cãi giữa Tổng thống đương nhiệm và Tổng thống cựu Tổng thống. Đó. Và tối cao pháp viện đã nói rõ rằng trong những trường hợp như vậy, cái quan điểm của Tổng thống đương nhiệm là quan trọng hơn. Đó, tức là nếu mà bỏ lên bàn cân thì Tổng thống đương nhiệm nặng ký hơn là cựu Tổng thống. À, thì đó là cái phán quyết của chánh án ở Tanya Chutkan đưa ra ngày hôm qua. Trong những ngày tới thì không biết là bên ông Trump sẽ có nộp đơn hay không. Còn nếu không nộp đơn thì văn khố quốc gia sẽ đưa ra nộp cho cái Ủy ban 6 tháng Giêng 700 trang hồ sơ liên quan đến những chuyện xảy ra trong trước, trong và sau ngày 6 tháng Giêng, ngày lịch sử của nước Mỹ, cái ngày ô nhục của nước Mỹ mà một tổng thống đương nhiệm, người đứng vị trí cao nhất quốc gia, xúi dục một hành động bạo động, phản động, lật đổ chính quyền, làm cho 5 người thiệt mạng và gây hậu quả không lường cho đến giờ phút này. Thưa anh Long, trong cái chuyện này, thưa quý vị, chúng tôi cũng nhắc lại quý vị những cái tài liệu mà bên phía Ủy ban điều tra ngày 6 tháng Giêng mà muốn xem. Đó là những các gọi là chúng ta tạm gọi dùng là những cái nhật ký ghi lại ai ra vào tòa Bạch Ốc trong thời gian đó, ai gọi điện thoại đến và tòa Bạch Ốc gọi ra cho ai, cũng như các video clip an ninh mà quay ở tòa Bạch Ốc trong thời gian đó, thấy rằng là người nào vào, người nào ra, rồi thậm chí luôn tất cả những ghi chú viết tay của ông Trump, của ông chánh văn phòng trong ngày đó, tất cả những cái việc mà ghi chú khi làm việc trong chính quyền liên bang, thưa quý vị, đều là những cái hồ sơ giữ lại. Thì bây giờ họ đòi xem lại tất cả những các tài liệu đó. Thì đây phải nói là nếu mà chuyện này suôn sẻ thì thứ sáu này
thứ sáu này là văn khố quốc gia sẽ chuyển giao tất cả những cái tài liệu mà đang được nói đến gửi qua bên Ủy ban điều tra 6 thì tháng Giêng ở tại Hạ viện. Xin nói rõ là không phải tài liệu không mà tất tần tật những thứ gì hiện hữu trên cõi đời này mà liên quan đến trước, trong và sau ngày 6 tháng Giêng mà chung quanh vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Tại ai vô thăm cũng bị hỏi luôn. Ghi chú tất cả thì họ có những cái điều họ ghi chú. Đó là cái chuyện ngày hôm qua. Mà ngày hôm qua đó thì cái ủy ban này cũng đưa thêm chat yêu cầu thêm 10 người phụ tá của ông Trump phải ra trước ủy ban này điều trần. Ngày hôm kia thì họ yêu cầu 6 người rồi, thêm 6 người đúng không? Ngày hôm qua thêm 10 người nữa. Thì trong 10 người này bao gồm những người như sau. Thứ nhất là ông Stephen Mueller, cố vấn đặc biệt của Tổng thống. Thứ hai là bà Kelly McEnany, phát ngôn viên của Tổng thống Donald Trump lúc đó. 8 người kia bao gồm những người nào? Trong đó thưa quý vị có những người sau đây. Ví dụ như là ông đây danh sách tôi có để tôi đọc cho quý vị. Ngoài ông Miller và cô Mac, bà McEnany ra cũng có những người sau đây. Đó là ông Nicholas Luna là phụ tá về nhân sự cho Tổng thống. Kế đến là bà Molly Michael, phụ tá đặc biệt cho Tổng thống. Kế đến nữa là ông Ben Williamson, một phó phụ tá cho Tổng thống và là cố vấn cao cấp của ông Mark Meadow, là chánh văn phòng tòa bạch ốc lúc đó. Rồi ông Christopher Lido, ông này là phó chánh văn phòng tòa bạch ốc. Rồi ông John McKenty, giám đốc nhân sự tòa bạch ốc. Và ông Cassidy Hutchinson, phụ tá đặc biệt tòa bạch ốc. Ngoài ra có thêm cả một ông nữa là Kenneth Glukowski. Ông này là một giới chức của Bộ Tư pháp. Và ông này từng là làm việc với ông Jeffrey Clark, cái người mà phụ tá Bộ trưởng Tư pháp. Đó là những cái người mà ngày hôm qua nhận cái chat. Trong số những người này, sáng ngày hôm nay, tạp chí The Atlantic có đề cập đặc biệt đến một nhân vật, đó là ông Johnny McEnany. Ông này là một nhân vật đặc biệt, năm nay mới có 29 tuổi, được coi là gì anh Long biết không? Chùm Gestapo. Chùm Gestapo là một chuyện thôi. Ông này được coi mới là thực sự là phó tổng thống. Ông này chuyên trị, chỉ sách cặp tác cho ông Trump mà thôi. Luôn luôn đi đâu chúng ta cũng thấy người ông này khá là cao to, chỉ thấp hơn ông Trump chút xíu. Xin ban kỹ thuật là cho coi cái màn hình laptop của tôi chút xíu là thấy cái nhân vật này để người ta biết ông này là ai. Đây, chà sao lên chậm thế này. Đây, ông này từng là một xin ban kỹ thuật coi đây. Ông này từng là một quarterback của đội bóng football của trường đại học Connecticut. Ông này người ta, anh biết trong tiếng Anh phó tổng thống gọi là gì không? Tôi hỏi câu dễ quá không dám trả lời. Vip. Không, tôi hỏi tiếng Anh. Tổng thống là president. Phó tổng thống là gì? Mời anh luôn. Vice president. Trời ơi. Nhưng mà ông này người ta gọi là gì phải không? Là gì? Deputy President. Deputy. Tức là người có thể thay thế được luôn. Deputy nha. Deputy President. Tại sao gọi ông này Deputy President? Ông này làm việc cho ban vận động Trump từ năm 2015 và làm trong cái tòa nhà Trump Tower. Sau đó khi ông Trump vào tòa bạch ốc, mướn ông này vào liền, phụ tá đặc biệt. Ông này có văn phòng ngay kế phòng bầu dục của ông Trump luôn. Ông Trump đi đâu là ông này đều xách cặp táp. Luôn luôn xách cặp táp. Hoặc là đeo cái túi. Đó. Sau này, ông này trở thành một người giống như được coi là một giám đốc Gestapo ở bên trong tòa bạch ốc. Nhiệm vụ ông này làm cái gì quý vị ông?
bảo đảm là tất cả những người làm trong chính quyền Donald Trump nha, phải trung thành và trung thủy với King Trump. Những ai mà có những cái gì mà lung lạc là ông xử liền. Và sau đó ông được phụ trách một cái công việc ở bên gọi là Bộ Y tế. Và ông có trách nhiệm mướn khoảng 4.000 người trong đó. Sau đó vào năm 2020, ông bị ông tướng John Kelly, lúc đó là chánh văn phòng, đuổi ông này. Vì ông này không được FBI người ta kiểm tra lý lịch. Và sau đó kiểm tra lý lịch thì biết là ông này từng bỏ một số tiền rất lớn vào trong nhà băng. Sau đó người ta phát hiện số tiền đó số tiền cá cược football. Nhưng sau khi ông John Kelly từ chức, đúng không, thì ông lại được mướn vô trở lại ông Trump, bởi vì ông này là được coi như là một đệ tử ruột của ông Trump. Tất cả những ai làm cái bạch ốc mà có một cái lời nói gì hay có một hình ảnh gì, thậm chí người ta kể có một lần có một người nhân viên của Bộ Y tế chỉ vô like cái hình Instagram của nữ danh ca Taylor Swift, trong đó nữ danh ca Taylor Swift để là vote, sau cái hình kế bên là Biden Harris, là cái người đó là bị ông này gọi lên biết. Ông này còn nhiều câu chuyện rất hấp dẫn, chúng tôi sẽ kể tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SBTN.